phòng như vậy làm sao biết hộp nào là của bà ngoại gửi lên? Vậy thì mình phải mở từng hộp thôi. Ồ, hộp này nè, mở cái hộp đầu tiên luôn á. Ê, bên trong đây cũng toàn là bánh tét nè. Hình như trong xe này chở toàn là bánh tét không à. Mấy bạn biết định luật bảo tàng bánh tét mà phải không? Bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ quê lên bụng của tụi mình thôi. Chuẩn luôn. Chiến đi mấy đứa. Nhầm. Hay đó. Nhưng mà chưa bằng mình đâu. Coi mình nè. Mấy bạn gọi đó là bánh tét hả? Nhìn cao thủ nè. Khí công bánh tét chuẩn. Cao thủ. Không ngờ bụng bự biết chiêu này, lợi hại thiệt. Không dám. Chẳng qua về việc ăn uống thì bụng bự đây chưa từng ngán đứa nào cả. Ngon quá. Đói quá thì khổ, mà no quá cũng chẳng sướng gì đâu. Ủa, nhưng mà mẹ đứng dặn là đi lấy đồ, mà tụi mình lỡ ăn hết rồi, tính sao giờ? Hết đâu mà hết, còn một cái bánh mình chưa ăn nè. Không lẽ nói mẹ là bà ngoại gửi lên chỉ có mỗi một cái bánh thôi hả? Ta nói đúng á, bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi. Cái nào lỡ ăn rồi thì không ói ra được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Không biết được nhiêu tiền nữa. 1.000, 2.000, 4.000, 10.000. Yeah, là 98.000. Mình sẽ mua máy bay. À không, mình sẽ mua xe cảnh sát. Nhưng mà đồ chơi của mình nhiều quá rồi. Hay là mình mua sách vở vậy? Nhưng mà trước tiên mình phải qua nhà bụng bự của em mới được. Vào đây, nhanh lên. Wow, bụng bự mua được quá trời đồ chơi luôn. Thích ghê. Hai đứa mình chơi trò chiến đấu đi. Chu. Quái vật bụng bự kia, ta sẽ tiêu diệt ngươi. A à. Mình sẽ mua đồ chơi. Sao mà hôm nay nắng dữ vậy? Thôi, mình sẽ không mua đồ chơi nữa. Bạn đang cà rốt đi đâu mà nhiều vậy ta to? Mình giúp ba mẹ đem ra chợ bán. Để mình giúp bạn một tay. Ba mẹ vất vả làm việc nên mình phải giúp ba mẹ thôi.
mình biết phải làm gì rồi. Anh lấy giùm em cái kia đi. Mẹ, mẹ có cần có phụ gì không? Ba mẹ ơi, đây là tiền con đã dành được. Con sẽ mua sách vở để phụ giúp ba mẹ, chứ không mua đồ chơi nữa đâu. Hả? Đốm của mẹ ngoan quá. Ê, chào Minh Vân. Chào bác, tụi con chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai bác. Cảm ơn mấy con. Em ơi, ra nhận quà của tụi nhỏ nè. Ôi, cảm ơn các con. Quà đẹp quá, bác rất là thích. Chúc hai bác ngày hôm nay ngọt ngào, ngày mai say đắm, ngày mốt thăng hoa nha. Bụng bự khéo miệng, chúc hay quá. Cảm ơn các con. Sao bạn chúc gì lạ vậy bụng bự? Mình nghe ba mình chúc mẹ mình như vậy mà. Vậy là mình sai rồi hả? À, các bạn đến rồi hả? Lên phòng mình chơi đi. Mình có mua bộ xe đua đã lắm á. Wow, vậy hả? Mình lên chơi đi tay to. Mình không thích chơi đua xe đâu, chán phèo à. Vậy còn trò đố vui có thưởng thì sao các con? Là sao hả bác? Bác có một chiếc vé đi vào vùng đất thần tiên, ai thắng cuộc sẽ được. Nhưng thi gì vậy bác? Đề tài tự do, chỉ vật gì thì đọc đồng dao có tên vật đó, được không? Yeah, thích quá đi. Bác ra đề đi. Chủ đề đầu tiên là hoa. Con đọc trước cho. Hoa nào mẹ yêu nhất, hoa nào thơm ngát hương, hoa nào tươi thắm nhất, đó là hoa bé ngoan. Mình biết bài này. Em được mẹ thương nhất, em được cô giáo yêu, khi nào em ngoan nhất, đó là hoa bé ngoan. Nhưng mà tay tôi đã đọc rồi, đốm đọc lại đâu được tính, phải không bác? Đúng rồi, tiếp theo là các loại rau nha. Con biết, tứ cho rau muống tốt tươi, tỏi hành lớn cộng chọc trời mà lên. Tứ cho rau ngô rau dền, ngọn lên trống lớn để đền công ta. Ba mẹ từng ra đề tài phù hợp với con gái không à? Bác ơi, ra đề tài thức ăn đi, đây là thế mạnh của con đó. Lúc nào cũng ăn, chưa chắc mình với bạn ai giỏi hơn đâu ha. Giờ đến con gà. À, con gà cụt tát lá chanh, con lợn ngủ nỉn mua hành cho tôi. Mình cũng có nè, em tôi buồn ngủ buồn nghe, buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà, buồn ăn bánh đúc bánh đa, củ từ khoai nướng su sa bánh giò. Vậy là tay to thắng rồi. Vị tay to kể được nhiều bài đồng dao nhất và nhiều món ăn nhất. Con không chịu đâu, tay to là con gái thì biết nhiều món ăn là đúng rồi. Nhưng cuộc thi mới là chặng một. Để hoàn thành món lẩu, mẹ cần rất là nhiều loại nấm. Ai tìm được nhiều nấm nhất thì sẽ thắng và nhận được chiếc bánh kem này, được không? Wow, bác đốm làm bánh đẹp quá. Có cả một cái hoa hồng nữa nè. Để nhìn cho đẹp mắt con. Bác ơi, sao phải cần đẹp mắt? Con nghĩ muốn ăn thì còn ngon thôi được rồi. Món ăn có màu sắc đẹp, mọi người sẽ thích ăn hơn. Đó chính là hương vị tình yêu các con à. Vậy hả bác? Sau này tay to lớn, tay to cũng sẽ nấu ăn vừa ngon vừa đẹp như bác. Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc thi hái nấm nha các con. Tay to thua rồi. Mình đi hái nấm đi đón. Tụi mình tới tảng đá đằng kia ngồi nghỉ mệt tí đi. Mệt quá à. Mới đi có chút xíu mà đã nghỉ. Chúng ta không đi nhanh thì sẽ không kịp nấu ăn đâu. Nhưng nghỉ có tí xíu mà, trời mát như vậy. Tao nói đúng đó. Tụi mình cố gắng hái nhanh đi. Nhìn trời trong xanh vậy thôi, chứ tí xíu là mưa ngay á. Mà mưa thì không về nhà được đâu. Cái gì mà trời mưa? Trời đang nắng đẹp và mát như thế này. Nhưng mấy bạn có thấy đằng xa xa trên bãi cỏ kia không? Thấy sao đó, cỏ và hoa đẹp quá trời luôn mà. Chiên da thời tiết hả đó? Không phải hoa cỏ bông gì đâu, phía trên kia kìa, có thấy không? Quá trời chuồn chuồn luôn đó. Thì sao chứ, chuồn chuồn bay xuống hút mật hoa đó. Chuồn chuồn mà hút mật hoa gì, có phải là ong đâu chứ. Trời ơi, chuồn chuồn không phải bay thấp để hút mật đâu. Chuồn chuồn bay thấp là sắp mưa đó. Á, à, mình nhớ ra rồi, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, đúng không đó? Ừ, chúng ta đi nhanh đi, trời sắp mưa rồi đó. Rồi mình chia nhau ra hái nấm nha. Ai hái xong á thì về lại đúng chỗ này. Khoảng 30 phút nữa, chúng ta có mặt ở đây nha. Biết rồi, mình sẽ là người hái nhiều nấm nhất cho coi. Còn lâu, mình mới là người siêng năng nhất nè. Mình sẽ được chiếc vé vào thế giới thần tiên. Đây.
đây là cây thông thì chắc chắn nấm mọc từ thông sẽ ăn được rồi. Đây là cây liêm thì chắc chắn nấm mọc từ gốc cây này là nấm liêm rồi. Ôi da, ai đắp cái đất cao ở đây vậy nè? Ôi, đây là ủ mới. À, đây là nấm mới nè. Bà con ơi, nấm mới. Bây giờ mình sẽ tìm thật nhiều nấm để giành chiếc vé đi xuống sở thần tiên. Giờ nấm to đẹp luôn, đủ màu đủ sắc luôn mới đã chứ. Món ăn có màu sắc đẹp, mọi người sẽ thích ăn hơn. Đó chính là hương vị tình yêu các con à. Bụng bự, con giỏi lắm. Đây là vé đi xứ sở thần tiên, chỉ dành riêng cho con thôi. Nấm gì mà thơm quá à. Món lẩu nấm sẽ thơm nhờ nấm của mình. Màu sắc lại đẹp nữa. Nấm nhiều như vậy, mình vừa hái vừa ăn chắc không sao hết. Bụng quá. Đúng, đây rồi. Cứu mình với. Cứu mình với. Đây to, cứu với. Hả? Tiếng ai kêu như bụng bự vậy kìa. Cứu mình với. Bụng bự, bụng bự. Bạn bị sao vậy? Bạn ở đâu? Cứu mình với. Đau quá à. Đau. Bụng bự bị gì vậy đó? Hả? Chắc là bụng bự ăn mấy cây nấm này rồi. Chưa rửa mà ăn nên bị đau bụng chứ gì. Mấy cây nấm này màu đẹp thiệt ha đúng hả? Đừng đụng vào nó. Nó là nấm độc đó. Nấm độc hả? Ghê vậy. Vậy là bụng bự trúng độc phải không? Ừ. Giờ tụi mình phải tìm cách giúp bụng bự ngay. Lẹ đi đó. Cứu bụng bự đi. Bụng bự, bạn chịu khó chút nha. Mình sẽ giúp bạn hết ngay. Thôi rồi, bụng bự nuốt sâu vào trong bụng luôn, không có ói ra được. Chị phải làm sao? Phải tìm cách khác thôi. Hay chúng ta khi bụng bự về nhà tìm người lớn giúp đỡ đi. Nhưng sợ không kịp á, vì cái độc tính của nấm này nó mạnh lắm. Không biết bụng bự ăn nhiều hay ít nữa. Thế to, bạn lấy giùm mình chai nước. Bây giờ chỉ còn cách là cho bụng bự uống thật nhiều nước, rồi ép cho bạn ấy ói ra thôi. Đúng rồi, hết nước rồi, giờ phải làm sao? Thì chạy ngay ra suối mang nước về đây. Lẹ đi. Nhưng suối ở đâu? Ở đâu chứ? Ở bên phải đó. Đi thẳng rồi rẽ trái sẽ gặp dòng suối, hiểu không? Biết rồi, mình đi đây. Bụng bự, bạn ráng cầm cự nha. Mình sẽ cứu bạn. Không sao đâu, đừng có sợ. Đây, nước nè, bạn đưa cho bụng bự đi đó, mau lên. Bạn uống nhiều nước vô, rồi ráng ói ra hết nha, sau đó mới khỏe được. Cơn nguy kịch rồi. Đốm, tay to, cảm ơn hai bạn nha. Nếu không, mình chết rồi. Tại bạn ăn nấm độc đó. Nấm càng có nhiều màu sắc sặc sỡ và càng nhiều hương thơm thì chất độc càng cao. Tại mình nghe mẹ đốm nói màu sắc đẹp thì ăn sẽ ngon, nên nghĩ nó ngon. Không phải, đó là khi bài trí thức ăn đẹp mắt thôi. Chứ còn trong thiên nhiên, động thực vật nào có màu sắc đẹp đôi khi lại rất nguy hiểm đó. Thôi, lên đường về nhà thôi. Mình với Tay To hái nhiều nấm lắm, chắc đủ từ bữa nấu lẩu tối nay rồi á. Vậy là mình không được vé đi lạc vào thế giới thần tiên rồi. Chán quá à. Biết chừng nào mới tới nơi đây. À, bay tới rừng nguyên sinh rồi. Ủa, rừng nguyên sinh là sao? Rừng nguyên sinh là rừng già đó. Nói chung là
rừng nguyên thủy trong thiên nhiên, không bị ảnh hưởng bởi con người. Cho mình coi với, cho mình coi với. Có gì từ từ, lọt cái lũ qua cửa sổ bây giờ á. Giữa rừng thiệt rồi. Thôi kệ, cũng còn vui hơn thở dạt trên máy bay, chả có làm gì được. May là có mấy cái cây nó đỡ, chứ không thôi là đi bán muối rồi. Tôi chết rồi, thấy tiền bụng bự, tay to. Hai mẹ nó bây giờ chắc đang hoảng loạn lắm luôn. Ở sân bay. Cháy rồi, cho thêm hai que nữa, cháy mạnh luôn. Cháy nè, cháy nè, cháy nè. Chạy thôi, trước khi nhịn mẹ tới, cái núi bự cỡ đó thì không biết con nhịn bự cỡ nào luôn á. Nhìn tôi vậy chắc là ngon lắm. Bạn đâu cần phải dành ăn vậy đâu đám, còn nguyên một bụi kìa. Ở trong rừng á, đừng có ăn trái cây lạ, lỡ có độc rồi sao? Ha, nhưng mà đói bụng quá trời. Nhìn trái tươi như vậy chắc là ăn không sao đâu. Thôi ăn một hai trái. Trái rừng không có phun thuốc trừ sâu, có khi sạch sẽ hơn ngoài chợ nữa. Không được, lỡ ăn chúng trái cây có độc thì đào đâu ra thuốc đau bụng. Nhưng mà mình có cách để hết đói. Cách gì? Bạn có đem theo đồ ăn hả? Cách tốt nhất là theo dõi động vật sinh sống ở đây, nếu chúng ăn được thì mình cũng ăn được. Đó, trái đó ăn được đó.
rồi, trời tối rồi. Không biết chó sói có ăn táo không ta? Bạn dẹp cái trái táo của bạn đi. Chó sói ăn thịt chứ không có ăn trái cây đâu. Nói nhỏ thôi, để mình đốt lửa lên. Đúng rồi, thú hoang rất là sợ lửa. Nổi lửa lên đúng rồi. Oh yeah. Bùm 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 cháy lên đi. Chết rồi, lúc nãy đốt hết diêm rồi. Bùm hả? Lúc nãy đốt chi nhiều rồi bây giờ chết chùm luôn rồi nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. À, không có diêm thì mình làm theo cách truyền thống. Thôi kỳ này tiêu lực rồi, trước khi chết cũng phải ăn cho no mới được. Tôi chứa bao nhiêu thứ mà gần chết chỉ có kẹo cao su để ăn thôi. Mình nhớ rồi, mình có cách rồi. Giấy bạc có khả năng dẫn điện. Nếu ta dẫn điện từ cực âm với cực dương của cục pin thì gặp nhau như vậy nào thì nó sẽ bốc cháy. Yeah, chúng ta được cứu rồi. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. À, 100% bụng bự ngủ rồi. Thôi, lại cần bụng bự ngủ cho ấm. Ê, dậy đi, con mới về tới cứu mình kìa. Chết rồi, máy bay không thấy mình. Nhanh lên, chia đóng củi lớn thành ba đóng củi nhỏ, đó là tín hiệu cứu nạn quốc tế. Thổi cho khói lên đi mấy bạn, thổi mạnh lên, mạnh nữa, mạnh nữa. Yeah, được cứu rồi, trở về với văn minh. Được ăn đùi gà rồi, không phải ăn táo trừ cơm, về nhà ăn đùi gà trừ cơm luôn. Yeah! Mai mốt á, không bao giờ đi máy bay nữa đâu. Có đi con không đi chung với bụng bự nữa. Không quan tâm, đùi gà ơi, ta tới đây. Ê, mình đố mấy bạn, tại sao loài khủng long lại bị tuyệt chủng? Ăn nhiều quá, bụng bự lên, nổ bùm chết. Có mà bạn ăn nhiều nổ bụng chết á. Tại mình thấy trong hình á, con khủng long nào cũng bự chứ bộ. Tầm bậy nè, sách nói là vào 65 triệu năm trước, một thiên thạch đâm vào trái đất, giải phóng ra một lượng cát bụi và khí độc vào không khí, che phủ cả bầu trời. Đúng rồi, thiên thạch đâm vào trái đất khiến khủng long bị tuyệt chủng đó. Thông báo khẩn cấp, hiện nay có một thiên thạch đang hướng về trái đất. Đề nghị mọi người sơ tán, đề nghị mọi người sơ tán. Trời ơi, xảy ra thiệt rồi kìa. Hả? Không ngờ miệng mình linh như vậy. Không chịu đâu, còn biết bao nhiêu món ăn chưa ăn mà. Tuyệt chủng rồi ăn được cái gì nữa đâu. Bà nó nghe tin gì chưa? Tình hình khẩn cấp lắm rồi. Mọi người trốn vào hầm trú ẩn đi. Ôi trời ơi. Thôi mình chạy về với mẹ đây. Mình cũng về nhà thông báo cho nhà mình đây. Giờ sao đây mẹ? Không sao đâu con, ba con sẽ có cách.
Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị quả lực để phá hủy thiên thạch rồi. Tốt lắm, nhớ cẩn thận. Sự tồn vong của loài người nằm trong tay của các anh. Canh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thôi xong, chúng ta thất bại rồi. Chuẩn bị nạp năng lượng, bắn lần thứ hai. Bộ phận năng lượng quá tải thưa sếp. Làm nguội bộ phận năng lượng và chuẩn bị bắn tiếp. Thông báo khẩn cấp, lần bắn đầu tiên đã thất bại. Nguy rồi, lần thử đầu tiên thất bại rồi. Hy vọng lần thứ hai sẽ thành công. Đâu rồi? Thông tin về thiên thạch. À, đây rồi. Bụng bự hả? Tay to hả? Mình tìm ra cách phá hủy thiên thạch rồi. Nhưng mình cần sự giúp đỡ của hai bạn. Sao được? Cái hình là gì? Làm sao để phá hủy thiên thạch được? Đừng nói là bạn hủy phi thuyền và thiên thạch nha. Lệ hy sinh chết chùm đó. Các bạn bình tĩnh, đừng có hấp tấp chứ. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thiên thạch, sao băng và sao chổi không? Hình như tất cả đều là đá bay bay ở ngoài vũ trụ. Những khối đá nhỏ bay vào vũ trụ được gọi là thiên thạch, thì bay vào khí quyển trái đất bốc cháy gọi là sao băng. Còn sao chổi cấu tạo chủ yếu từ băng nên gọi là sao chổi. Ồ, lạ quá ha. Sao băng thì bốc cháy, còn sao chổi thì lại cấu thành từ băng. Ê ê, mấy cái đó thì liên quan gì tới của trái đất? Tức là thiên thạch đang nằm tới trái đất kia sẽ bốc cháy thành sao băng, và đối thủ của nó chỉ có là sao chổi thôi. À, vậy đó là lý do tại sao bạn tới Nam Cực phải không? Ủa, sao không phải là Bắc Cực? Vì Nam Cực là nơi Bắc Cực rất nhiều, là nơi tốt nhất để kiếm băng làm sao chổi. Go go, kế hoạch sao chổi. Lạnh như vậy á mà bắt đi cắt băng, lạnh quá. Cố lên, thiên thạch mà đâm vào là không còn gì để ăn đâu. Bây giờ cắt băng sao đây? Chúng ta sẽ cắt băng bằng muối. Muối? Đúng vậy, muối có thể làm tan băng bằng cách trung hòa nhiệt độ của băng với môi trường xung quanh. Vậy thì mình làm liền đi. Nhưng ba mình nói nếu quá lạnh nên nhiệt độ âm 20 trở đi, muối sẽ thường không có tác dụng nữa. Nên mình sẽ dùng natri acetate. Sao có mùi giống như mùi giấm đó? Đúng rồi, natri acetate là chất dùng để tạo vị giấm cho khoai tây chiên và có vị mặn và vị chua đó. Tưởng gì, chứ cái này mình ăn hoài à. Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Ơ, kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng, mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con, cho con, cho con thử, cho con một cây. Cây nào mạnh nhất, mình chấm trước đi. Con cần cây. Thật là đã. Để mình thử. Ừ.
quá ghê luôn bụng bự ơi. Đến lúc mình thử đi. Lợi hại quá, chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao. Hả? Con sao vậy đó? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đốm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đốm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc, toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đốm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt, đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. Con sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường, trong đó toàn hóa chất độc hại không à. Ghê quá, con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với, cứu thế giới anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi, vậy là tai to, bụng bự cũng bị rồi. Hả? Chiếc bình đẹp quá vậy bác. Còn có cả hào quang chiếu chiếu nữa kìa. Đẹp quá trời quá đất luôn đó bác. Phải chi chiếc bình thu nhỏ lại như cái hai tay đeo chắc đẹp lắm ha. Hay là ba làm cho tụi con mỗi đứa một món đồ chơi chiếu chiếu gì đi ba. Làm không khó, nhưng mà đất để làm nên nó thì phải đi tìm con à. Ở đâu bác? Bác nói đi, ba đứa con sẽ đi tìm về. Ở xứ sở thần tiên, nơi đó có một vùng đất tỏa hào quang rất đẹp. Nếu như lấy đất đó thì sẽ làm nên mọi vật đều lấp lánh như vậy. Vậy tụi con sẽ đi lấy ngay. Nè, chưa dặn dò gì hết mà tụi nó đã biến mất tiêu rồi. Thiệt tình à. Mình sẽ đem thật nhiều đất về để làm đồ chơi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều đất về để làm trang sức. Đem về vừa thôi, coi chừng tham quá là mất phải là nguyền thì tiêu luôn á. Thôi đem vừa thôi, xứ sở thần tiên này nguy hiểm lắm. Ui da, mới nói rồi mà. Đúng là xứ sở thần tiên có khác, đất cũng đẹp nữa. Lấy thiệt nhiều về thôi. Hay mình lấy về đúc tượng mình đi ha. Đúng đó, tượng đẹp của bụng bự đuổi chim hay nhất. Thôi mình lấy đất về thôi. Đúng rồi, lấy nhanh để trời tối á. Thôi to, bao nhiêu đó được rồi. Dạ thôi, để mình nhặt thêm một tí nữa. Không chở nổi đâu đó. Có sao đâu mà hai bạn lại la chứ. Lấy nhiều một chút mình để dành. Vậy thôi. Sao vậy nè? Đừng có việc gì nha xem. Từ đây mà rớt xuống là tiêu đời luôn á. Hình như là tao gặp chuyện rồi. Đã bảo lấy ít mà không nghe. Đau quá, mình đau quá. Đã nói mà không nghe, ai bảo mày tham lam quá làm chi. Mình chỉ muốn. Nếu bạn không lấy nhiều thì đâu đến nỗi này chứ. Mình biết lỗi rồi, giờ hai bạn giúp mình về đi.
là bây giờ mình không có được miếng đất nào mang về hết. Người ta nói tham thì tham mà. Ừ, mấy bạn sắp chết đói tới nơi, ăn như hẻm. Ổ vô quá đi, luôn giải đầy nhà rồi kìa. Mình không thèm xem phim với mấy bạn nữa. Nè nè. Nãy giờ ta to diễn xong, để lấy hộp bắp thôi à. Ủa, đang coi siêu nhân mà. Bắt máy, chuyển kênh. Coi siêu nhân bạo lực quá chừng. Thôi nghỉ đi, coi ca nhạc cho thoải mái. Ca nhạc của mình bạn coi à. Tụi tôi đâu có thích coi ca nhạc đâu. Ờ, Đơm, xuống đây. Ê, mấy bạn tránh ra coi. Che tivi như vậy làm sao mà mình bấm được hả? Còn lâu tụi này mới xơi ra. Xơi ra để bạn bấm vào kênh ca nhạc sớm xuống hả? Hay da. Xơi ra đi. Ai cho bạn bấm? Hay da. Mình không biết gì hết. Mình về trước nha. Bye Đốm. Bụng bự về để mình về chung với. Bye bye Đốm nha. Mình cũng trốn nữa. À. Hả? Ba đứa tính chạy đi đâu? Kỳ là chết thiệt rồi. Mẹ nghe hết rồi. Giờ mấy đứa tính sao? Làm hư đồ rồi bỏ trốn tội à? Tội này giờ ba đứa tính sao đây? Đúng là thảm họa tới rồi. Cái tội dành tivi nè. Giờ chịu phạt thôi, chứ biết sao giờ. Cả ba đứa tính sao? Nói. Con xin lỗi mẹ, con sẽ... Không dám tái phạm nữa à. Đồng lòng lắm. Tha không đòn roi, nhưng cấm coi tivi hết năm nay. Mình hết được xem màn hình rồi. Sao mình không có đẹp gì hết vậy? Mẹ ơi, con không chịu đâu. Gì thế hả con trai? Sao chưa đi? Sao mẹ không đeo vàng cho con? Không đeo mấy bạn không có le mắt. Thôi được rồi, đợi mẹ. Rồi, đẹp rồi. Ra đường thì phải đẹp như vậy, người ta mới thấy con trai của mẹ oai chứ. Ê, Đốm, cảnh ở đây đẹp hú hồn luôn. Đốm chụp hình cho mình đi. Được rồi, bụng bự đứng chỗ này cho đẹp đi. Mình chụp cho. Ừ. Chụp nha. 2, 3. Đâu, đâu. Cho mình xem coi đẹp cỡ nào. Đẹp hết hồn luôn vậy đó. Ủa, sao giống bò vàng vậy? Trời, bạn nhìn mình thành bò vàng luôn hả? Không phải, hình như là trong hang bò vàng đang bị chói. Đâu, đưa cho mình xem. Đúng rồi, đúng là bò vàng đã bị bắt rồi. Vậy làm sao bây giờ? Để mình gọi về cho ba mình. Alo, ba hả? Ừ, ba đây. Sao, hai đứa đi thám hiểm được cái gì rồi? Ba ơi, con phát hiện hình như là bò vàng bị gã sao bắt hay gì đó. Làm sao con biết được? Con chụp hình với bụng bự thì vô tình thấy trong hình. Con gửi cho ba xem. Dạ, để con gửi. Hình nhỏ quá, ba không nhìn thấy rõ. Con cố gắng chụp gần hơn nữa coi. Nhưng mà coi chừng bọn xấu phát hiện nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Mình lấy gần hơn một chút nữa để chụp cho rõ đi. Chà, bụng bự làm gì vậy? Thì chụp hình mình tạo dáng thôi mà. Mình muốn chụp hình trong hang để xem cho rõ có phải bò vàng không thôi. Bạn chen vào làm che hết hình rồi đó. Ai biết đâu.
Mình chụp lại, không nhảy vào nữa nha. Đúng là bò vàng bị bắt thật rồi. Vậy làm sao hả ba? Hai đứa hãy bình tĩnh, đừng để cho bọn chúng phát hiện. Ba và bác bò vàng sẽ tới ngay. Mẹ ơi, con sợ quá à. Con chuột thúi kia, sao ngươi lại bắt cóc con nít hả? Hai anh thông cảm cho, em đang khó khăn. Thấy nó đeo vàng nhiều, định bắt cóc lấy vàng của nó. Bắt cóc lấy vàng của bò vàng à? Với lại ai cần mua con nít về nuôi hay là bán làm gì đó thì em cũng bán luôn. Em thấy chưa, đeo vàng cho con nhiều vô rất nguy hiểm. Bò vàng cũng vậy, không đòi mẹ đeo vàng cho hay đem tài sản quý giá bên cạnh khi đi có một mình, nghe chưa? Dạ, con sợ lắm rồi. Nhưng sao anh Đốm lại đem mấy chụp hình và điện thoại hả bác? À, anh Đốm và Bụng Bự đi có sự theo dõi từ xa của bác, nếu không làm sao mà cứu con được. Dạ, vậy con hứa sau này con sẽ không đeo vàng hay là đem đồ quý giá khi đi chỉ có một mình. Cảm ơn anh và các cháu rất nhiều. Tập thể dục thôi. Dạ, tập thể dục buổi sáng cho khỏe. Dang hai tay, mắt nhìn thẳng. Ủa, ba ơi, ba, nhìn cái cây kìa. Lo tập trung tập đi, đừng có nhìn lung tung nữa. Không phải, cái cây kiển của ba, sao mà không còn lấy nào nữa vậy? Ủa, sao lại như vậy? Tại sao mới một đêm mà sâu lại ăn hết lá như vậy? Con sâu đáng ghét, ta mà tìm được ngươi là ta sẽ mang ngươi cho cá ăn cho biết thân. Bắt được ngươi rồi nha. Yeah. Ba ơi, sao con sâu này ngộ quá vậy? Y chang con cá luôn. Đâu, đâu, ba coi coi. Ôi da, gãy xương sống rồi. Ba thấy chưa, con sâu này y chang con cá luôn. Ai nói với ngươi ta là sâu chứ? Ngươi không phải là sâu, tại sao lại ăn lá cây rồi còn sống bên cây nữa? Đó là sự thật đau lòng. Hai người biết không, ta là cá ở xứ sở thần tiên. À, sao nước của mình bị cạn hết như vậy? Đó, từ đó không còn nước nữa. Ta phải sống trên cây và ăn lá cây đỡ đó. Ở đây vẫn còn nước, sao ngươi không sống mà sống trên cây? Nước ở đây thối quá à. Ta mà ở dưới đó cho da ta bị mẩn ngứa, nổi mụn hết làm sao. Chưa kể là bị ung thư da luôn. Nhưng tại sao nguồn nước sạch ở xứ sở thần tiên lại cạn kiệt được chứ? Ta không biết, nhưng đó là nơi có nước sạch duy nhất chảy ra thế giới này. Nếu nơi đó mà cạn kiệt thì chắc chắn là điềm báo không lành rồi. Có khi nào là chúng ta ở cũng bị hạn hán không ba? Ôi, hạn hán thật rồi. Sao lại như vậy hả ba? Loài người không ngừng chặt rừng, tàn phá thiên nhiên bằng khói bụi hóa chất thì hạn hán sẽ đến thôi. Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ thiên nhiên đi ba? Mỗi chúng ta không đủ sức để làm điều lớn lao đó đâu con à. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta cùng làm những việc nhỏ thì sẽ làm góp phần cho thiên nhiên này tươi đẹp lại. Bằng cách nào hả ba? Chúng ta hãy giữ môi trường sống này trong lành, không xả rác, tiết kiệm điện và giữ cho nước sạch hơn. Cái này đốm làm được. Còn yêu động vật và bảo vệ chúng, các ngươi không làm mà? Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm. Vậy thì hãy làm cho chúng tôi ở lại đây cùng các người đi. Đúng đó ba, nếu bạn cá này đi ra ngoài thì sẽ bị người ta bắt ra ăn thịt hoặc thả xuống dòng sông đen ngòm đó ba. Thôi được rồi, ngươi hãy ở lại với chúng ta. Các người cho ta ở lại à? Ừ, đúng rồi. Ra đi các em. Có nhà ở rồi. La la la. Lần này chắc tiêu hết cái vườn cây của ta. Sao kỳ vậy ta? Mới hôm qua còn kêu lớn lắm mà. Ờ, à, kỳ quá à. Đây là quà mình được tặng đó. Hàng độc ở đây không có đâu. Bạn sướng thiệt á, có quá trời đồ chơi luôn. Tiếng chuông nghe thật vui tai. Nào, đến lượt mình.
Sau đó bạn mang nó đi đâu vậy? Mình chỉ mang ra công viên thôi, các cậu cũng thấy mà. Nè, che chuông loa cho vui đi. Để cho mình. Đến lúc đó, cái chuông vẫn bình thường mà. Tháo chuông xuống và mang chuông về ta. Mình xin lỗi, là tại mình. Chính như mình bất cẩn nên nó làm rớt chuông khiến chuông bị nứt. Vì sao chuông nứt lại kêu rè rè hả ba? Bởi khi chuông bị nứt, làm chuông mất đi độ đối xứng, độ đàn hồi và dao động. Và chỗ nứt đó không thể cùng ba mặt khác dao động đồng bộ được để tạo ra âm thanh ngân nga. Mình xin lỗi, từ lần sau mình sẽ giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Không sao, bạn đâu có cố tình như vậy. Nhìn ngon quá à. Lâu lắm rồi mình không được ăn bánh xèo á. Mình cũng vậy, thèm quá trời luôn á. Chuyện nhỏ, sáng mai qua nhà mình đổ bánh xèo mời các bạn ăn. Mình có khiếu nấu ăn lắm nha. Sau này nhất định mình sẽ trở thành vua đầu bếp cho mấy bạn coi. Nhưng mình có bao giờ thấy bạn nấu nướng gì đâu. Tại vì mình không thích thôi. Mà cứ qua đi rồi các bạn sẽ thấy. Bạn đã bao giờ ăn cái gì của Bụng Bự nắng uống chưa? Hình như là rồi á. Có một lần, nhưng mà dở lắm. Chết rồi, vậy làm sao bây giờ? Sáng mai mình không ăn cái gì đâu. Sao con không ăn đi? Con không đói. Nếu như con không ăn thì con có thể về phòng của mình. Dù mình cứ làm bao giờ, nhưng bánh xèo chỉ là chuyện nhỏ. Chết rồi, làm sao bây giờ ta? Các bạn sắp tới rồi. Biết bánh xèo của bạn ấy sẽ ra sao nữa. Xin mời, xin mời. Chính bạn đồ bánh xèo thiệt hả? Trông ngon quá đi. Tất nhiên rồi, đây là bánh xèo Bụng Bự thứ thiệt mà. Ngon y như bánh xèo bà ba nổi tiếng á. Ừ, y chang luôn. Còn ngon hơn chứ, người ta là vua đầu bếp mà. Vậy là cậu đổ bánh xèo không được, nên mua bánh xèo bà ba cho tụi mình ăn hả? Mình cũng cố gắng hết sức rồi, mà không có được.
Thôi, miễn là có bánh xèo ngon ăn là được rồi. Ngồi xuống ăn tiếp đi. Thật ra mình có khiếu nấu nướng gì đâu. Mình có khiếu ăn thôi à. Khiếu đó bọn mình cũng có. Trời ơi, đẹp quá. Sao con chưa thấy bao giờ ta? Quà của bà ngoại của mẹ gửi cho. Con phải gọi là cụ ngoại đó. Mẹ rất quý chiếc thố này nên chỉ dùng trong những dịp thật đặc biệt thôi. Cho con cầm thử một chút đi mẹ. Không được đâu, con sẽ làm bể mất. Xong chưa? Đốm ơi, đứng yên nào. Mẹ ơi, con có ơi, con chỉ muốn đổi thử một chút thôi, nhưng mà gỡ quà không có ra. Bình tĩnh, đừng khóc, để mẹ tính. Cẩn thận, không lại va vô tường bây giờ. Mẹ ơi, bây giờ mình đi tới bác sĩ á mẹ. Ừ, để bác sĩ giúp gỡ cái thú đó ra. Con ở đây đợi mẹ, nhớ chưa? Dạ. Con không bị thương chứ? Dạ không sao, nhưng chiếc thố thì bị. Không sao. Mình cho bịt mắt mắt dê đi. Trò đó cho hoài rồi, nghĩ trò mới đi. Mấy bạn có chơi trò trượt sàn bây giờ chưa? Trượt sàn là cái gì? Chưa nghe thấy bao giờ. Vậy còn chần chờ gì nữa, mình bắt đầu chơi thôi.
Mở cửa cho mẹ. À, mẹ về rồi. À, có con sâu xanh. À, sợ quá. Khoan đã đớm. À, để con bỏ con sâu đi. Con không muốn nghe chú sâu nói gì sao? Sâu ơi sâu, bạn có nghe mình nói không? Có, có. Mẹ ơi, con sâu biết nói hả? Đốm ơi Đốm, đừng bỏ mình vào bồn nước, mình không có biết bơi. Sao cháu lại trốn trong bắp cải của cô? Gia đình cháu đâu? Dạ, cháu bị lạc mẹ. Thôi, Đốm để cho sâu xanh ở lại nhà mình vài bữa nha. Bạn có chịu không? Đồng ý, đồng ý. Bạn không sợ tối nay ngủ bị đốm đè hả? Ơ, ai nói tối nay mình ngủ với bạn? Mình chỉ quen ngủ trên cành cây thôi. Tối nay mình ngủ ở đó. Ừ, sau đó ngủ ngon, mai mình lại chơi tiếp. Ừ, chúc đốm ngủ ngon nha. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Sâu rớm ơi, dậy đi. Mẹ ơi, sâu rớm bị hóa đá rồi. Từ từ, con đợi một chút xem sao. Là sao hả mẹ? Mình đã biến thành bướm rồi. Bướm đẻ trứng trên những lá cây, sau đó chúng nở thành những chú sâu con. Sâu con sau khi lớn lên thì sẽ nhả tơ quanh mình làm kén. Sau một thời gian, kén sẽ nở thành một chú bướm. Nhờ có đốm và mẹ đốm mà mình mới có thể trở thành bướm đấy. Cảm ơn đốm nha. Nhưng bây giờ mình phải bay đi tìm mẹ của mình đây. Đốm, học bài xong chưa con? Lại ngủ nữa rồi, học với hành kiểu này. Đây là đâu vậy nè?
sao toàn là cát, khát nước quá. Giờ mình phải đi đâu để có được nước uống đây? Sao mày tìm nơi đâu có nước uống đây? Vì sao con khóc? Ông có phải là ông Bụt không? Không, ta là người cai quản sa mạc này. Ông ơi, con bị lạc nơi này, con khát nước quá. Ông chỉ con cách ra khỏi nơi này, về nhà đi ông. Muốn rời khỏi nơi này, con phải vượt qua thử thách của ta trước. Thử thách gì ông? Thử thách đầu tiên là lấy được quyển sách ta để bên kia xong. Ông ơi, nóng. Mà không có cầu, sao qua sông không? Ta chỉ có miếng dán này thôi, nên nhớ nước rất là nóng. Làm sao bây giờ? À, không chìm. Nhưng làm sao đi được? Sao bây giờ? Con qua được rồi. Giỏi lắm. Bây giờ con hãy nhận quyển sách này và đọc hết, con sẽ tìm được lối ra. Hả? Đọc sách đó không? Con làm biến lắm. Con nhỏ mà lười học hành vậy à? Có chuyện gì vậy con? Không có gì đâu ba. Chứ không phải ngủ gục bị té sao? Dạ. Con không được lười biếng học hành, nghe chưa? Con nằm mơ thấy mình bị một ông lão đánh vậy. Vì sao? Vì con chịu đọc sách. Ồ, ông lão ấy tốt quá, đã thay ba nói hộ mọi thứ rồi. Dạ, con biết rồi ba. Vậy con học đi nha. Thì ra mình bị ám ảnh cả trong mơ, phải học thôi. Nếu không giờ lớp sẽ bị cô giáo cho ăn đòn. Dừng lại. Thiệt là hết nói mà. Người giúp việc sẽ tới ngay thôi. Hy vọng là các con sẽ ngoan hơn. Mẹ đi thăm bà đó. Thế giới này là của chúng mình. Oh yeah. Em nhún nhảy và em lắc lư vì chúng em mê nhạc nhiều. Mình nó bận quá, đang nghỉ việc chưa tới nữa. Hay là chúng ta... Ừ. Cái này ăn có chết không vậy đớm? Chắc không sao đâu. Sao mặn quá vậy? Mình xin lỗi, mình bỏ lộn muối rồi. Trời. Dơ quá, dơ quá. Bà ta ở đây hả? Xin chào, hân hạnh được phục vụ. Không cần, cô về đi. Tín hiệu chống đối, không đi. Ở yên đó, trẻ con dâng lời, trẻ con dâng lời. Có khi nào bà nói với chúng ta không? Mẹ ơi. Im đi. Tay to, lấy hũ màu cho mình, mau. Hey.
giờ mình tính như vậy nha. Có trộm, có trộm, con mèo ơi. Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập. Hãy xem đây. Báo động đỏ, người máy bị vô hiệu. Thắng rồi. Các con lại dậy nữa rồi. Dạ, tụi con xin lỗi. Tám mươi lăm, chín mươi, trăm. Xong chưa? Mình đi kiếm đó nha. À, bắt được bạn rồi nha. Xí bò sữa. Ơ, mình mà không cười á, còn lâu bạn mới bắt được mình á. Không dám đâu, mình thấy bạn trước chứ bộ. Mấy bạn có sao không? Mình không sao. Giờ hết đồ đẹp rồi, tụi mình chơi cái khác đi. Ờ, đúng rồi đó, trò này chán quá. Vậy giờ chơi trò gì? Hay mình chơi thả diều đi. Được đó. Vậy thôi, giờ mình về. Hẹn các bạn chiều nay mình chơi ở đây nha. Sao bạn buồn vậy đớm? Mình chưa có diều. Vậy hả? Mình cũng vậy nè. Vậy hai đứa mình cùng làm một con diều đi. Ý hay đó, mình làm thử coi sao. Vậy bạn về chuẩn bị đi. Ừ, vậy hẹn chiều nay tại nhà mình nha. Bạn nhắn xong chưa? Gần xong rồi, đợi mình tí. Mình cắt xong cái đuôi rồi nè. Để đây nha. Ừ. Yeah, xong rồi. Giờ mình thử đi thả đi. Ừ, đi đi. Mình tin là diều sẽ bay được. Hai bạn tới rồi đó hả? Ôi, diều đẹp quá. Của bạn hả đớn? Không, mình và bụng bự cùng làm đó. Nhưng mình quan trọng hơn, mình dán hết á. Ồ, bạn giỏi thiệt á. Nhưng mình cắt cho bụng bự dán á. Người dán mới là quan trọng. Không, người cắt quan trọng hơn. Ơ, tại bạn đó, rách rồi nè. Tại bạn thì có, bạn dành với mình mà. Mình không thèm chơi nữa, mình về đây. Con sao vậy đớm? Bụng bự làm rách con diều của con. Đớm à, con diều là công sức của cả con và bụng bự, đúng không? Con cứ thử nghĩ xem, nếu không có bụng bự dán lại thì có thành được con diều hay là không? Và nếu con không cắt cho bạn dán thì sẽ không có con diều hoàn chỉnh, đúng không? À, con hiểu rồi. Tức là ai cũng quan trọng hết. Bây giờ con phải đi tìm bụng bự đây. Con sẽ giải thích cho bạn ấy. Ai cũng quan trọng hết và sẽ không chọn bạn ấy nữa. Mẹ rất vui khi đớm có thể nhận thức được vấn đề như vậy. Hãy học cách hợp tác với nhau và chia sẻ với các bạn nha con. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con đi tìm bụng bự đây. Bọn mình đọc truyện nghe đi. Chuyện gì bây giờ? Gì cũng được, như thường ngày tụi mình hay đọc đó. Chuyện sợ dừa nha. Chuyện này á, ba mình hay kể để ru mình ngủ á. Hả, chuyện cũ xì. Để mình kể chuyện có thật 100% cho nghe nè. Và cánh cửa đột nhiên khép, cửa mở ra, người xóa tóc bước tới. Cứu mệt ơi. Chào các con, mẹ và ba về rồi đây. Ghê quá. Tụi con sợ hết hồn luôn. Hai bạn yếu bóng vía quá, vậy mà xung phong qua nhà để bảo vệ mình mới ghê. Mới hồn có tí xíu à. Vì bạn ở nhà một mình chứ bộ. Tụi mình sợ đấm buồn thôi. Cuối cùng cũng không biết ai bảo vệ ai. Mà không có thật đâu, nên đừng có sợ. Thôi, không cần bạn bảo vệ đâu. Con chào bác, con về. Có cần mình đi theo bắt mấy con ma không? Tai to vì bụng bự buồn cười thiệt. Mình mới hù có chút xíu rồi mà xanh mặt rồi. Mà có ma không ta?
Hắn ta đẩy mạnh cánh cửa và nhanh như chớp nhảy phóc vào bế cậu bé ra ngoài cửa. Ba ơi, mẹ ơi, có người bắt cóc con. Rớm, có chuyện gì? Nói mẹ nghe đi. Ai? Bắt cóc? Bắt cóc ai? Có người vào phòng bắt cóc con rồi đòi tiền chuộc. Kẻ bắt cóc đâu? Lui ra đây. Ủa, bà có thấy ai đâu đớm? Rõ ràng có, con đang ngủ và nghe giọng người đó nói chuyện với con. Lại bịa chuyện rồi, hồi nãy con gặp các bạn, rồi giờ ngủ mớ luôn đó. Không, không, con có bịa. Cái người đó nhảy qua cửa sổ, rồi nhảy ra người con nữa. Cửa sổ cũng mở nè, trong khi con lại đóng cửa trước đó. À, ba biết kẻ bắt cóc con là ai rồi. Dạ, dạ. Con xin lỗi, con không biết, chỉ là một chú chim. Con làm ba mẹ rất lo, chọc bạn rồi bị ám ảnh luôn đó. Hơi, chàng đốm anh hùng cũng có lúc nhát gan như vậy ha. Cho một mình buồn quá, mình qua nhà tay to chơi thôi. Đốm, con đi đâu đó? Dạ, con qua nhà bạn tay to chơi thôi ạ. Con vẫn chưa xin phép mẹ mà, và còn chưa dọn dẹp đồ chơi của con nữa mà đi đâu? Dạ, con... Con mau thu dọn tất cả đồ chơi của con để vào chỗ cũ cho mẹ. Con sắp xong rồi, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi nha mẹ. Con như vậy mới ngoan, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi đó. Nhớ về sớm ăn cơm nha con. Con cảm ơn mẹ, con đi nha mẹ. Tay to ơi, bạn ở nhà không? Mình và bụng bự đang chơi trò nấu ăn bên trong, bạn vào chơi luôn cho vui. Có bụng bự ở đây nữa hả? Vui quá. Có đầu bếp và phục vụ rồi, vậy đúng làm khách đến ăn nha. Ừ, được đó, cho mình món ngon nhất nha. Món ăn tới rồi đây, đốm ăn đi, ngon lắm đó. Ngon quá, hai bạn giỏi ghê. Thôi, mình ra ngoài vườn chơi đi nha. Cũng được, vậy tụi mình thu dọn đồ chơi lại đi, rồi ra vườn. Thôi, từ từ chơi xong rồi vô dọn cũng được mà. Không được đâu, phải biết dọn dẹp ngăn nắp, như vậy mới ngoan. Đốm nói đúng đó, mẹ mình cũng bảo như vậy. Vậy thôi, hai bạn tự dọn đi, mình ra ngoài chơi trước đây. Là đàn ông ta không rửa chén, không dọn dẹp, không quét lau nhà. Vậy thôi, hai chúng ta cùng thu dọn đồ chơi đi. Không thôi, mẹ bạn về la đó. Ừ, cả hai cùng làm sẽ nhanh thôi mà. Mình để hai bạn đó dọn dẹp đồ chơi cũng không đúng. Mình cũng có chơi nữa mà. Thôi, mình vô phụ hai bạn mới được. Ủa, sao bụng bự quay lại rồi kìa? Chắc đã quên gì nên giờ lấy đó mà. Không phải đâu, mình vô phụ hai bạn để thu dọn đồ chơi đó. Bạn có nói thiệt không? Khi nãy bạn còn kêu không chịu làm mà. Giờ mình nghĩ lại rồi, chúng ta chơi xong thì phải sắp xếp đồ đạc lại chỗ cũ. Vậy chúng ta mau làm thôi nào. Để xem. Thank you.
bên kia mà chỉ ra chỗ này. Bên này nè, bên này nè. Muốn tới được núi Nghiêng á là phải qua cái ống chuột trên này nè. Vậy trượt liền đi. Có nước đâu mà trượt trời. Trời, chị nhỏ. Vậy thì trượt khó thôi, giống cầu trượt á. Ê, ê, đừng có giỡn nha. Ê, ê, ê. Đi thôi bụng bự. Bụng bự trốn đi. Để bọn này cho mình xử lý. Hình mặt nó dạo vậy đi cứu mẹ mình đi. Nhưng còn bạn ở đây thì làm sao? Đi nhanh đi, bọn này là chuyện nhỏ với mình mà. Bây giờ tới tụi bay ngon nhà vô cây. Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, nhanh hơn ta tưởng. Chính người đã bắt mẹ ta. Người đã luyện tập rất kỹ rồi. Tay phải là lửa, tay trái là cây, chân phải là đất, chân trái kim loại,
nước phun ở miệng. Trận này ta thắng. Ta sẽ lấy năng lực của ngươi. Sáng này ấm quá. Mẹ thiên nhiên. Đúng rồi đó đớm, con đã rất kiên cường. Đã vậy, ta bắt luôn mẹ thiên nhiên. Ngông cuồng, robot các người nghĩ có thể tàn phá được thiên nhiên sao? Con người đã tạo ra máy móc phá hoại thiên nhiên. Phá hoại cả con người. Lá chắn ozone. Đúng rồi đúng. Đầu hàng đi, ngươi thua rồi. Ngươi thua không phải ta, không phải robot, mà là loài ngươi. Ngươi nói vậy là sao? Hãy nhìn xung quanh ngươi đi, thiên nhiên đã bị chính các ngươi phá hủy. Chính con người đã phá hủy thiên nhiên, đã tạo ra robot chúng ta phá hoại thiên nhiên. Đúng vậy, con người vì lòng tham của mình mà đã phá hoại thiên nhiên. Vậy thì mẹ thiên nhiên phải đi trừng phạt con người chứ không phải ta. Ta không trừng phạt ai hết. Cả con người và robot đều là con của ta. Cả hai đều xứng đáng có một cơ hội nữa. Trái đất này là của muôn loài, thiên nhiên nuôi dưỡng vạn vật. Vì vậy, tất cả cần chung tay để bảo vệ trái đất. Chắc cái này của ba rồi. Đốm ơi, xuống ăn sáng rồi con đi làm nè con. Hôm nay con được nghỉ học mà mẹ. 23 tuổi rồi mà còn đi học cái gì nữa hả? Làm cái gì mà ngây ngô vậy? Con tưởng con còn nhỏ lắm sao? Mới ngủ một đêm sao 23 tuổi được? Không thể nào. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thank you.
Nhanh lên, hai ba con cùng đi, trễ giờ rồi kìa. Ôi không, là do cái ghế di chuyển thời gian của ba đưa mình tới tương lai. Con vào trước đi, ba đi đậu xe. Đốm chuyên gia nghiên cứu bảo tồn khủng long. Hả? Khủng long cỏ dày con dễ thương quá à. Hả? Phải chết rồi, chú khủng long đâu mất tiêu rồi. Chuyện gì mà tự nhiên la ông sòm vậy? Quả trứng khủng long bà chú mất tiêu rồi. Giờ mình chơi gì hả Đốm? Hay là mình chơi đá banh đi? Mình không chơi trò này đâu, trò này của con trai mà. Vậy bạn muốn chơi gì? Mình chơi săn bắt cướp đi. Trời, trò này mà con gái hả? Mình làm công chúa xinh đẹp bị bắt cóc, bụng bự và Đốm đi giải cứu. Mình muốn chơi đá banh thôi. Một người muốn chơi đá banh, người muốn chơi bắt cướp, vậy thì sao?
Không hay, quản tụi tì đi. Ai thắng sẽ chơi trò của người đó. Ừ, được đó. Thôi thôi, như vậy thì không có đã. Vậy chứ sao? Giờ hai bạn, ai hái được trái ổi trên cây đó trước cho mình ăn thì coi như người đó thắng. Bụng bự khôn quá hen. Được thôi, mình lấy đá ném cho lẹ. Chúng nè. Nè. Chúng nè. Hả? Sao không chúng vậy nè? Được rồi, xem đây. Hãy xem đây. Yeah. Hả? Chết rồi. Làm sao bây giờ? Tranh thủ ba mẹ của đốm chui về, trốn thôi. Vậy mình phải làm sao? Sao mà gió dữ vậy không biết? Ủa? Sao cửa sổ lại mở như vậy? Ba sao vậy? Trời ơi, anh ơi, anh sao vậy? Cánh cửa nó bị hư, cho nên anh... Con xin lỗi ba. Sao con lại xin lỗi? Chính con là người làm hư cửa sổ, nhưng con lại giấu. Con thiệt là... Con xin lỗi ba mẹ. Con biết con làm như vậy là sai không đớm? Dạ con. Nếu như con nói ra thì ba con đâu có té như vậy chứ. Thôi anh không sao đâu, nhưng đây là bài học cho con. Sau này nếu có làm hư đồ đạc gì, con phải nói để ba mẹ sửa. Không được giấu gây nguy hại cho mình và người khác, nghe chưa? Dạ con biết lỗi rồi. Mà anh đè lên cái gì đau quá. Thì ra là trái ổi. Trái ổi? Tao tao bụng bự ơi, mình hái được trái ổi rồi nè. Thì ra là cả ba đứa nó cùng gây nên chuyện này. Hôm nay ba sẽ dẫn cả ba đứa đi cắm trại cuối tuần nha. Hôm nay sẽ khác với mọi khi. Khác là sao hả ba? Hôm nay ba muốn mấy đứa hãy tự tay làm tất cả các công việc của một chuyến cắm trại, vì các con đã lớn, được không nào? Dạ được. Dạ. Dạ. Vậy bây giờ các con hãy tự phân chia công việc và bắt đầu đi nha. Dạ. Giờ chúng ta sẽ chia nhau ra đi kiếm củi, lấy nước, dẫn liều. Mình làm biến đi, mỏi chân lắm. Vậy bạn ở nhà dựng liều nha. Ừ. Vậy mình sẽ đi lấy củi, còn tao to đi lấy nước. Ừ, cũng được. Nhiều đây đủ chưa ta? Thôi kệ, chắc đủ rồi á. Lấy nhiều sao mà khiêng nổi. Sao mà không thấy nước đâu hết trơn vậy nè? Hả? Kia kìa. Tự dưng bắt con gái đi lấy nước, thiệt là bất công quá mà. Nhiều đây là đủ rồi. Đốm, ta to. Đốm lấy củi xong rồi hả? Ừ. Sao chỉ có nhiều đây vậy? Không có củi, nhiều đây đủ rồi. Mà sao ta to lấy có chút xíu nước vậy? Nước xa lắm mà lại ít nữa. Mình đã cố gắng mới lấy được bao nhiêu đây đó. Thôi mình về đi. Bụng bự. Hả? Cái gì vậy? Tụi mình đi lấy củi, lấy nước, còn bạn lại nằm ở đây ngủ. Mình đúng rồi, củi đâu? Hết củi rồi nè. Mình lấy rổ trái cây nè. Bao nhiêu đó được rồi? Sao mà chín được chứ? Bạn lười biếng quá à. Chỉ có mấy cây củi tàn hết rồi, không có thịt để ăn luôn nè. Bạn cũng vậy, có chút xíu nước, mình chưa rửa được một trái nào luôn nè. Hai bạn phụ mình đi, mình không biết dựng liều. Không, ai bị bụng bự làm biếng. Chết rồi, mưa tới.
Các con có thấy chính sự lười biếng, tị nạn và không giúp đỡ lẫn nhau của các con đã gây hậu quả như thế nào hay chưa? Dạ, con có biết lỗi rồi. Đây là bài học cho tất cả các con, để sau này làm gì cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, và đặc biệt là biết giúp đỡ lẫn nhau. Dạ. Mùi thơm quá vậy. Thịt nướng. Búp bê đâu rồi? Chuyện gì bạn khóc vậy tay to? Mẹ bị mất búp bê mẹ mới mua rồi. Sao bạn lại làm mất? Không phải mình làm mất. Mất mà không phải là mất là sao? Không hiểu gì hết trơn á. Là mình bị kẻ xấu lấy mất búp bê. Kẻ xấu? Em bé xinh của chị, em thiệt là dễ thương. Búp bê đâu rồi? Đúng như ngày ba nói, là có rất nhiều đồ chơi trong thành phố bị đánh cắp á. Đồ chơi đại hạ giá đây, mua một tặng một. Đồ chơi đại hạ giá đây, mua một tặng một. Mua một tặng một. Đồ chơi đại hạ giá đây. Ôi, chuyện gì vậy? Tất cả đồ chơi của thành phố đã bị đánh cắp hay sao? Ôi, ai mà ghê vậy hả Đốm? Đốm không biết nữa. Đốm với ba đang điều tra nào. Mình không biết đâu. Hai bạn phải tìm lại búp bê cho mình. Nếu không, mình sẽ không chơi với hai bạn nữa. Ủa? Gì kỳ vậy Bụng Bự? Đúng là con gái mà. Nhưng mà nhất định Đốm sẽ điều tra ra chuyện này mới được. Mình cũng muốn biết ai đã lấy đồ chơi của thành phố như vậy nữa. Bà đã lắp được một thiết bị theo dõi vào trong chú khủng long đồ chơi này. Nếu bóng đen đánh cắp khủng long thì con sẽ biết được những đồ chơi khác đang ở đâu. Con cảm ơn bà. Hay quá. Vậy là chúng ta sẽ tìm được đồ chơi cho các bạn nhỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ bóng đen đó quay trở lại để chọn con khủng long đồ chơi. Có khi nào nó quay trở lại, nó không chọn khủng long con mà bắt mình vì đẹp như búp bê không? Hả? Mình nói chơi thôi mà. Kẻ đánh cắp đồ chơi kìa đó. Ê, có ai bấm chuông kìa đớm. Để mình chạy ra coi thử. Tôi là nhân viên sửa ống nước. Tôi nhận được tin nhà này bị hư ống nước. Ống nước để trong nhà hả? Để tôi vô sửa nha. Con biết nhà con bị hư ống nước. Để con gọi ba con nữa. Đau quá. Nhưng mà không cần đâu. Giờ hành chính làm phiền người lớn là không có ngoan. Để tôi vô sửa cái ra liền à. Xin lỗi chú, nhưng mà không có người lớn ở nhà thì con không cho phép người lạ vào nhà đâu. Tụi nhóc bây giờ tinh vi quá. Hồi nhỏ em mở cửa cho thợ sửa ống nước vào hoài, có sao đâu. Chứ sao nữa, nhìn mặt ngươi gian quá mà. Tới ta còn không muốn tin nữa, nói chi là tụi nhóc. Em là sói, mặt em đâu có được đẹp trai như sếp đâu. Thôi được rồi, lần này để ta ra tay. Câu, vào bánh pizza đây, có ai ở nhà không? Tới liền,
Nơi đâu có pizza là nơi đó có bụng bự. Nhưng mà nãy giờ đâu có ai kêu pizza đâu. Rõ ràng là địa chỉ này mà. Nếu mà tổng đại lộn thì cái pizza này miễn phí. Mấy đứa tính sao? Còn tính sao nữa? Chú cho tụi con thỉnh cái bánh nha. Bụng bự này thiệt tình á. Bộ không nhớ là không được ăn đồ người lạ đưa hay sao? Thôi lỡ rồi, đâu phải lúc nào cũng được ăn đồ miễn phí đâu. Ê, bị sao vậy bụng bự? Chúc mừng các bé đã ăn trúng pizza trúng thưởng thuốc ngủ. Thì ra là kẻ xấu các ngươi. Các ngươi muốn gì đây? Tất nhiên là cướp rồi. Thôi tiêu rồi. Tất cả đã bị bao vây. Chỉ có mấy cái kẽm gai rỉ sét với mấy cái camera cà tưng, sao mà làm khó ta được? Đúng rồi. Không có ai ở bên trong hết. Mục tiêu kia rồi. Ý trời, hết dây hả? Ý trời, sao lại có xe cấp cứu với cứu hỏa ở đây nữa? Không kịp thời gian nữa rồi, phải trốn thôi, lần sau sẽ quay lại lấy. Cái thằng nớm này, biểu nó cài chuông báo động xe cảnh sát, mà nó cài cả cấp cứu với chữa cháy dù chi không biết nữa. Ôi chà, có đột nhập à. Ủa, bạn bị thương rồi kìa. Vào nhà đi, để mình sơ cứu cho. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau. Đó là tình người mà. Tình người hả? Ủa, sao bạn bị thương ghê quá vậy? Mình bị dấp cục đá nên té. Ủa, cái này là dấu phỏng mà. Lúc té có da vô chỗ người ta đang nấu hủ tiếu nên mới phỏng vậy nè.
hay là chưa đổ nguyên nồi nước sôi cho người á. Mình là Đốm, rất vui được gặp bạn. Mình là Chuột Bạch. Chuột Bạch hả? Tên đẹp ghê á. Nhưng mà bây giờ trời tối rồi, đi về nguy hiểm lắm. Hay là tối nay mày ngủ ở đây đi. Thôi buồn ngủ quá à, sáng mai tính. Ta sẽ lấy được khối năng lượng đó. Lấy được khối... Tối qua có kẻ đột nhập phải không? Ừ, nhưng mà không mất cái gì hết á. Cháu dậy rồi hả? Mấy đứa ăn đỡ bánh mì nha. Mẹ Đốm đi du lịch chưa có về. Tối qua ở phòng nghiên cứu của bác bị đột nhập nên chưa kịp chuẩn bị gì hết á. Vậy bác có biết thủ phạm định lấy cái gì không bác? Chắc là chúng định lấy lõi năng lượng sinh học bác đang nghiên cứu. Nhưng mà mấy đứa yên tâm đi, bác đem về nhà cho chắc ăn rồi. Trời ơi, bạn làm gì vậy? Trong cái rủi có cái xui, xui cho các ngươi rồi. Ta chính là người đã đột nhập vào phòng thí nghiệm tối hôm qua đây. Không, ăn vào sẽ chết đó. Không, ăn vào sẽ chết đó. Ê, nhả ra đi, nuốt cái đó không được đâu. Sao mà chết được? Ta vốn là robot sinh học được chế tạo ra với mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Robot sinh học, tức là nửa người nửa máy hả? Đúng rồi, một nửa của ta là người máy. Viên pha lê đã cho ta đủ năng lượng để phát nổ cả thành phố này rồi. Khoan đã, nếu thành phố này nổ hết, chẳng phải ngươi cũng banh xác luôn hay sao? Đúng rồi, đây chính là đánh bom cảm tử. Ăn pha lê không có no bằng ăn bánh mì đâu. Nửa bên tay trái của hắn là máy, nửa bên tay phải vẫn là sinh vật bình thường đó ba. Tối hôm qua còn có băng bó cho chân phải của hắn đó. Vậy thì chỉ cần tấn công vô phần bên phải của hắn là được. Ấn tượng lắm. Các ngươi nghĩ chỉ bên trái của ta là máy chứ gì? Tin buồn là các ngươi đã sai rồi. Giỡn thế đủ rồi. Ta phát nổ đây. Đơm, chạy đi. Thả ta ra. Ta sinh ra chỉ có mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Không có ai trên đời này có mục đích là đánh bom cảm tử hết. Thức tỉnh đi. Có ta nè. Ta là robot chứ có phải là người đâu. Cái lò phản ứng nổ đã kích hoạt tự hủy trong vòng 10, 9. Đừng hóng. Đêm, con chạy đi đâu vậy? Con sẽ không chiếc bom ném ra ngoài. Con không để ba và mọi người chết đâu. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau. Đó là tình người mà. Tình người hả?
3 2 1 Bạch, con có thấy rằng chính mình đã cứu cả thành phố hay không? Hôm nay táo ngọt ghê đó. Táo là của bác bò vàng mang qua cho đó bà. À mà lúc chiều con đã cảm ơn bác bò vàng chưa vậy đốm? Dạ. Đốm của ba như vậy là chưa ngoan rồi. Đáng lẽ ra con phải cảm ơn bác bò vàng một cách thật chân thành và lễ phép chứ. Chân thành là sao hả bà? Mai ba sẽ đưa con đến hành tinh cảm ơn. Con sẽ hiểu thế nào là cảm ơn một cách chân thành. Ở hành tinh này có gì thú vị không ba? Có chứ con, mỗi hành tinh đều có điều thú vị riêng. Vậy đó là gì hả ba? Bình tĩnh con trai, con sẽ hiểu ngay thôi. Quý khách vui lòng nộp lệ phí qua trạm. Xin vui lòng cho tôi qua, cảm ơn rất nhiều ạ. Vậy con đã hiểu chưa con trai? Vậy là ở đây mình chỉ cần nói cảm ơn thôi, là muốn gì được nấy phải không ba? Đúng vậy con trai, nhưng phải là một lời cảm ơn chân thành. Ba ơi, sao con mắc nó hoài mà không được vậy ba? Nó có gắn bị gì hả? Không con trai, đây là hành tinh cảm ơn, nên con muốn có một món đồ gì đó thì con phải nói cảm ơn một cách thật chân thành. Cái vụ gì nữa hả trời? Ngộ rồi nha. Đốm xin cảm ơn. Thì ra là vậy. Nhưng mà con phải nhớ nha, đó phải là một lời cảm ơn thật chân thành. Thôi, ba có việc bận, con cứ khám phá mọi thứ ở đây đi. Lát nữa ba sẽ trở lại chở con về trái đất. Dạ. Tai to và bụng bự đúng là tội nghiệp mà. Không như mình được đến hành tinh có quá trời đồ chơi đẹp như vậy. Nếu như mình kể cho các bạn ấy nghe, các bạn ấy sẽ ngưỡng mộ mình lắm như mà coi. Ta muốn xuống siêu nhân, đồ chơi ghép hình. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Cái hành tinh gì mà ngộ quá trời. Chỉ thích cảm ơn thôi. Chỉ cần nó cảm ơn là được. Quá đơn giản. Mình cảm ơn thật lòng hay không thật lòng, có ai biết đâu. Bây giờ mình sẽ tự thưởng cho mình một cái hamburger đặc biệt. Cảm ơn. Sao hôm nay có vui không con trai? Con vui lắm ba. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hàng hóa. Nếu hàng hóa chưa trả phí, chúng tôi sẽ tịch thu lại. Ba ơi, con đã nói cảm ơn rồi mà. À, là vì con chưa cảm ơn thật chân thành đó. Khi con nói cảm ơn một ai đó thì con phải thật sự cảm thấy biết ơn điều ấy. Thì đó mới đúng là một lời cảm ơn chân thành con trai à. Nếu không thật lòng thì đồ chơi của con sẽ bị tịch thu lại hoặc tính phí rất cao thôi. Ngay cả cái hamburger cũng biến mất nữa. Trời mát như vậy, tắm nắng là đã nhất. Chuẩn không cần chỉnh. Mấy bạn có nghe mùi gì khác khác không? Ê, nhìn món bụng bự kìa. Ui da, khét rồi. Yêu ơi. Dạ. Vị ngon trên từng ngón tay. Bạn không sợ đau bụng hả? Trời ơi, có ăn là được rồi. Mẹ mình nói hồi xưa không có bánh này ăn đâu, nên giờ có ăn thì không được bỏ sót miếng nào hết. Nhưng mà cũng đâu có cần mất vệ sinh như vậy chứ. Mấy bạn cứ chơi ổng treo, có cái gì mà ăn được á là mình quất hết á. Ui da. Vừa nói là có đồ ăn liền nè. Ê, hình như trứng nó không ăn được đâu. Mất gì không ăn được chứ. Lỡ trái trứng này có con chim non ở trong đó thì sao? Thì mình làm hộp vịt lộn. Ý lộn, hộp chim lộn, ăn cũng ngon mà. Eo ơi, bộ cái gì bạn cũng ăn được hả? Thiệt là ác độc. Bạn có thể gọi mình là
giả thì nhẫn tâm cũng được. Nhưng mà lâu lâu có đồ miễn phí, không ăn tiếc lắm. Không được, đúng thế sao? Thiệt ra thì mình cũng có không có cái... À, mình có cách rồi. Khi mình soi trứng trước đèn sáng như vậy thì sẽ thấy được ở bên trong. À, có một bé chim non trong quả trứng kìa. Ha, à, mình còn có thể nghe được nhịp tim nữa đó. Ồ. Chào các cháu. Có phải các cháu vô tình giữ quả trứng của cô không? Dạ. Có phải là quả trứng màu xanh không cô? À, đúng rồi. Đúng là nó rồi. Cảm ơn các cháu nha. Nè cô. Dạ, không có gì đâu cô. Thiệt xấu hổ quá. Lúc nãy do tham ăn, nếu mấy bạn mà không cản lại thì cháu đã chiên mất quả trứng rồi. Cháu nhận ra khuyết điểm của mình là tốt rồi. Sau này trước khi ăn cái gì các cháu cũng phải biết xin phép nghe. Dạ, tụi con biết, biết rồi. Đốm, Đốm ơi Đốm, ra đây phụ ba với con. Phụ cái gì ba? Ra vịn phụ ba cái thang đi con. Ba đợi con xíu, hết khúc này con ra liền. Trời nắng quá chừng, kêu nãy giờ mà không thấy thằng Đốm đâu hết á. Ba ơi, ba có sao không ba? Con xin lỗi ba. Ui à, ai à. Vậy là từ nay Đốm phải phụ mẹ làm việc nhà cho tới khi ba hết đau chân ha. Dạ, ba cứ để nó cho con. Phải xuống phụ mẹ nữa rồi. Đốm, Đốm ngủ gật hả Đốm? Đốm, dọn dĩa vô phụ mẹ với Đốm. Hết rồi, rớt hết chén dĩa rồi. Thôi, Đốm đứng lên ra ngoài với ba đi, để mẹ lượm cho. Ba ơi, bây giờ con thấy con vô dụng quá, chẳng giúp gì được cho ba mẹ hết trơn. Ý Đốm là sao? Ba mẹ làm cái gì cũng giỏi, còn con đụng vô cái gì là cũng hư hết trơn. Là tại vì Đốm lười, ham chơi, ham coi tivi, không bao giờ chịu giúp ba mẹ, nên khi cần giúp thì tay chân lóng ngóng không biết làm gì hết. Ờ hả, hồi đó tới giờ con không có làm việc nhà, nên đụng tới là không biết gì hết. Từ giờ con sẽ chia thời gian ra, vừa chơi vừa làm việc nhà phụ ba mẹ. Con đi ra công viên chơi với bụng bự với tay to nha mẹ. Con muốn đem bánh theo ăn không? Dạ thôi, con có đem kẹo theo rồi. Thưa mẹ con đi. Hai cái đứa này lúc nào cũng trễ giờ hết trơn. Thế nhô Đốm, chờ có lâu không vậy?
chơi dài cổ rồi nè. Thôi mà, bạn cũng ăn kẹo cao su một mình đó thôi. Để mình dắt mấy bạn đi chơi trong này, đá cầu vui hơn trong công viên. Chỗ nào? Vườn hoa thành phố. Bạn có chắc là chỗ này đá cầu được không ông Bự? Được chứ sao không? Đá cầu thôi thì bình thường quá. Vừa đá cầu vừa né hoa mới hay. Mà bạn lại vừa nhai kẹo cao su vừa đá cầu có được không đó? Ừ. Trời, chuyện nhỏ. Ăn kẹo cao su thôi mà. Tay to làm quá à. Chỉ cần đừng nuốt là được rồi. Ê, coi chừng rớt vô không hoa. Hay quá. Ui da. Đốm có bị đập đầu không Đốm? Không có đập đầu. Nhưng mà mình nuốt cục kẹo cao su vào bụng rồi. Hả? Thôi chết rồi, nuốt kẹo cao su sẽ bị quấn ruột mà chết đó. Mình còn nghe nói kẹo cao su sẽ chạy ngược lên tim, quấn lấy tim, làm tim không đập được luôn. Mình không muốn chết vì cục kẹo đâu mà. Không được rồi, mình phải đưa Đốm tới bác sĩ thôi. Con muốn chết vì kẹo cao su đâu mà. Bác sĩ ơi, cứu con đi mà. Bao tử chúng ta vẫn tiêu hóa được kẹo cao su nên không có chuyện quấn ruột mà chết đâu. Càng không có chuyện chạy ngược lên tim. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không nên nuốt kẹo cao su, và đặc biệt là không nhai kẹo cao su hay bất kỳ loại kẹo bánh nào khi chơi thể thao, vì có thể dẫn tới hốc dị vật, rất nguy hiểm, nhớ chưa? Dạ, tụi con biết rồi. Mai mốt tụi con không dám nữa đâu. Vậy là Đốm không chết, làm hú hồn à. Họ vô ta nào, kêu phong ta vượt qua đều. Họ vô ta nào, kêu phong ta vượt qua. Leo núi thôi, đi thôi, đi thôi. Khoan đã nào, chúng ta nghỉ chân ở đây. Nghỉ ngơi xong á, chúng ta sẽ chinh phục đỉnh núi nào. Không cần đâu ba, tụi con không có mệt, mình leo luôn đi ba. Chúng ta nhớ phải nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ để giữ sức khỏe leo núi. Núi rất là cao, leo sẽ rất mệt. Mình cho bạn coi này nào, tập lâu lắm luôn mới được đó. Nè nè nè, thấy không, đó. Wow, hay quá vậy. Ta là siêu nhân, không sợ nguy hiểm gian khổ. Siêu nhân không cần ăn vẫn khỏe. Mình sẽ phi thẳng lên ngọn núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào. Phải ăn thì mới có sức để leo núi chứ. Không, siêu nhân không bao giờ biết mệt bụng bự à. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất. Nhanh lên các con. Mệt quá. Bà ra, đói rồi. Mình chẳng muốn đi một bước nào nữa. Sao mọi người không hề mệt như mình vậy? Đuối quá đi. Mẹ ơi, con đói quá, không lên núi nổi nữa. Con muốn ăn bánh mì. Con cũng đói nè. Con cũng muốn ăn bánh mì và uống sữa nữa. Siêu nhân gì mà gió ẹt vậy chứ. Hồi nãy hai bạn nói leo lên đỉnh núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào mà. Thôi, gia đình tại đi cáp treo vậy,
Đốm và tay to không đủ sức khỏe để leo núi đâu. Đốm, bây giờ chúng ta lên đỉnh núi mà không cần giọt mồ hôi nào nè, phải không con? Dạ, con biết rồi. Thì ra siêu nhân muốn mạnh khỏe thì cũng phải ăn uống điều độ. Đi thôi, đi thôi. Dạ, thưa mẹ con đi học mới về. Ừ, nhưng mà sao nhìn con không khỏe vậy? Con thấy có chịu trong người quá. Hình như là con bị bệnh thì phải à. Hồi nãy con đi ngang bãi rác, hít phải mùi hôi rồi bị nhức đầu, khó chịu quá à. Được thôi. Bây giờ ba sẽ phân tích xem bãi rác có cái gì trong đó là gây bệnh cho mọi người, nghe. Thấy ghê quá à. Thì ra con vi khuẩn này đã thả ra chất độc gây bệnh cho mọi người. Vậy làm sao bây giờ hả bác? Bây giờ thì chúng ta phải tiêu diệt con vi khuẩn này thôi. Bằng cách nào hả ba? Bây giờ ba sẽ dùng một loại thuốc để tiêu diệt nó. Ba ơi, sao nó lớn nhanh quá vậy? Tôi chết rồi, tốc độ lớn của nó kinh khủng quá. Ôi, đáng sợ quá. Ai mới đòi tiêu diệt ta vậy hả? Con vi khuẩn gớm ghiếc kìa. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Các ngươi có bản lĩnh sao? Làm sao bây giờ ba? Ba nghĩ cách đi. Lọ thuốc của bác đâu rồi bác? Thuốc này chỉ có công hiệu với loại vi khuẩn nhỏ thôi. Còn cái con khổng lồ này thì không xi nhê gì đâu tụi con. Các ngươi chờ chết đi. Không có cách nào hả ba? Ừ, thuốc này không đủ giết nó đâu. Trừ khi... Trừ khi thế nào ba? Trừ khi đổ trực tiếp vào miệng của nó. Đổ vào miệng? Thôi thua rồi. Không lẽ kêu nó hả miệng ra cho mình đổ thuốc độc vô? Con này có cách. Cách gì vậy Đốm? Sao? Ngươi định chiến đấu với ta sao? Tất nhiên là không rồi. Làm sao ta đấu lại ngươi? Chỉ có điều ta thấy ngươi rất xấu. Hả? Ngươi dám nói vậy sao? Nhưng lúc nãy ngươi cười rất hay và oai. Trước khi ta chết, ngươi có thể cho ta nghe giọng cười của ngươi không? Được thôi. Ngươi cho ta nói cái gì? Ngào quá. Rất hay quá à. Xong, từ nay chúng ta hết sợ bệnh rồi. Không đâu con, xả rác khắp nơi thì vi khuẩn sẽ tiếp tục sinh sôi. Vì rác thải là môi trường thuận lợi để cho vi khuẩn sống và gây bệnh mà. Vậy phải làm sao hả bác? Thì chúng ta không được xả rác bừa bãi. Phải bỏ vào thùng rác để cho người ta thu gom về rồi xử lý, thì mới không bị vi khuẩn gây bệnh tấn công được. Tụi con nhớ rồi ạ. Tụi con sẽ nói với mấy bạn trong lớp cũng không được vứt rác lung tung nữa. Ừ, tụi con ngoan lắm. Thôi, mình về tụi con. Quảng tù xì ra cái gì ra cái này. Ha ha, Đốm, đưa cái mũi của bạn đây cho mình. Chà. Đau quá à. Con bự, bạn gì? Bạn rút mũi đau quá à. Đâu có đâu, mình làm nhẹ hiều chứ bộ. Hai ba. Quảng tù xì ra cái gì ra cái này. Ha ha, Đốm lại thua nữa rồi. Hai đứa mình cùng thắng Đốm. Nào nào, cho mình mượn cái mũi nào. Xong hôm nay, mũi của Đốm sẽ cao lên 10cm luôn đó. Mà nó còn bự ra và đỏ lên như trái cà chua nữa đó tay to. Mày không chơi nó đâu. Cái bạn hèn nhau hiếp mình. Đâu có đâu. Chơi cái này là hên xui mà. Có ai biết ai đang suy nghĩ gì đâu mà hè nhau ăn hiếp chứ. Cái bạn xạo, mình nghỉ chơi. Hôm nay xui quá à. Đau hết cái mũi. Giá mà biết được tên to và bụng bự ra cái gì thì mình sẽ cho họ biết tay. Xin chào quý khách. Có phải quý khách đang muốn biết suy nghĩ của người khác hay không? Hay quá. Cái nón này biết mình đang nghĩ gì luôn.
biết chứ, vì tôi là máy đọc được suy nghĩ mà. Yeah, đúng là tướng mình cần. Thầy to bụng phụ sẽ biết tay mình quánh tù xì ra cái gì đây này. Thắng nữa rồi. Quá xuống thiệt chứ, mình ăn quá trời tiền luôn. Quách con kia, hát khăn lại cho ta. Biết ngay là con sẽ gây ra chuyện mà. Sao con dám lấy cái máy đọc suy nghĩ của ba vậy? Dạ, con chỉ muốn phá hai bạn tay to và bụng bự thôi. Tại con tham lam. Đây là cái loại máy ba chế tạo ra để đọc suy nghĩ của các loài vật, giúp cho bác sĩ thú y chữa bệnh. May mà ba đến kịp đó, nếu không thì con tiêu rồi. Dạ, con sợ rồi ba. Đốm, sao con xuống đây mà không chịu tắt đèn và máy lạnh trong phòng hả? Một lát con lên mà mẹ, tắt rồi, mở lại mất công á. Con có biết con làm như vậy sẽ lãng phí điện lắm không? Đâu có nhiều tiền lắm đâu. Nếu chúng ta tiết kiệm điện thì những vùng hẻo lánh khác sẽ được xài. Hay mùa khô hạn chúng ta cũng có điện để xài mà không có bị cúp. Con chưa hiểu lắm. Ở nước ta, điện sản xuất chủ yếu từ dòng nước từ trên nguồn đổ về, nên mùa nắng nó ít nước sẽ không có sản xuất điện được. Vậy con hiểu rồi, con sẽ không xài điện hoang phí nữa. Con chỉ mở đèn, tivi, quạt và máy lạnh khi cần thiết thôi. Giỏi lắm. Con sẽ không xem tivi, tốn điện. Con sẽ đi đá banh với bụng bự và tay to nha mẹ. Ừ, con trai. Ê, hôm nay chúng ta sẽ thi xem ai có thể đá banh xa hơn. Đừng đá bể kính nhà bác bò vàng được rồi. Điện kìa các bạn. Có gì lạ đâu, ngày nào mà ổng thấy. Có gì đâu, làm như có bánh hamburger trên đó không bằng. Không phải đâu, mẹ mình nói ở một số nơi điện rất là khan hiếm, do đó mình phải tiết kiệm điện để trữ điện lại xài nhất vào mùa khô. Mình cũng nghe mẹ nói như vậy đó, nhưng liên quan gì đến dây điện kia chứ? Tại sao chúng ta không trữ điện lại để đến mùa nắng xài và chia sẻ với những người khác? Nhưng mà bằng cách nào? Hãy làm theo mình. Được kéo đây. Vì mùa hè mát mẻ, chúng ta còn dự trữ điện thôi. Trữ điện, trữ điện. Chà, thơm quá. Kiểu này tụi nhỏ mê lắm đây ta. Alo. À, là tôi đây. Anh nói sao? Vậy hả? À, tôi đến liền. Bọn nhỏ cắt dây điện, cũng may chúng tôi quan sát trên hệ thống thấy nên đã tắt nguồn. Nếu không thì bây giờ tiêu rồi. Có ai nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra chuyện này không? Tụi con chỉ muốn dự trữ điện để tháng hạn có điện xài thôi. Tụi con nghĩ điện nằm trong dây, cắt về nhà cất để khi nào cần đem ra xài hay sao? Dạ. Bọn nhóc này, nếu các con muốn có điện xài thoải mái vào mùa nóng á, thì bây giờ các con chỉ xài điện khi cần, chứ không phải trữ điện bằng cách cắt dây như vậy đâu. Con hứa sẽ tiết kiệm điện đúng cách ạ. Xém chút nữa là con thành heo quay rồi. Không biết ông trời giận ai mà mưa tối ngày hả? Thì giận con người tàn phá thiên nhiên chứ còn ai nữa. Mưa như vậy á, thành phố ngập nặng cho mà coi nè. Hả? Trời mưa nữa rồi, chán quá à. Mẹ ơi, có gì bong bóng mưa quá mẹ. Mẹ ra đây xem nè. Mỗi lần trời mưa á, là em lại nhớ lại câu hát ru của mẹ anh à.
Trời mưa bông bông bập bông, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Con anh thì nhớ được tắm mưa thỏa thích với anh heo sữa nè, rồi chị thỏ hồng, vui ơi là vui luôn. Nè, các bạn bông bông, các bạn đi đâu vậy? Tụi mình đi nhảy hội đó Đớm. Đớm có muốn đi không? Đi, đi chứ. Nhưng mình phải làm sao? Đớm cứ nắm tay đi theo mình là được. Wow. À, đã quá, mát dễ sợ luôn. Chào bạn ếch xanh, bạn có đi nhảy hội với tụi mình không? Ôi, chào bạn gì? Bạn hát bài gì mà hay quá vậy? Bạn có đi nhảy hội với tụi mình không? Nè bóng bóng, bạn mời người ta đi nhảy hội mà sao là ào vậy? Không đợi các bạn ấy đi cùng hả? Đếm ơi, cuộc sống của mình ngắn lắm, không biết khi nào dở tan nữa, làm sao mà rời được ai? Mưa rơi rơi tí tách, mưa rơi rơi trên khóm lá xanh. Mình được sinh ra và tan rất nhanh nên mình phải luôn vui vẻ. Mưa rơi rơi từng con suối nhỏ, em khẽ hát một bài mưa rơi. La 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 la. Hay thiệt chứ, các bạn nghe múa đẹp quá à. Đớm ơi, mình phải đi đây, bạn ở lại thật vui vẻ nha. Chào bông bông bông. Mình được sinh ra và tan rất nhanh nên mình thấy luôn vui vẻ. Em khẽ hát một bài mưa rơi, la 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 la. Chào bông bông, mình sẽ thật vui